Xin chào các anh chị. Thì hôm nay em thì Trương thì muốn chia sẻ tí xíu về những cái sản phẩm mà em có trong tiệm nail hôm nay. Thì đây là của những sản phẩm của New Skin em để vào và em áp dụng những cái này trong tiệm nail của mình. Thì ở trong đây có hai cái món đồ ở trong tiệm nail mình luôn luôn nào mình có bán rất là chạy nhất là cái Soul Solution và cái Epoch Boba Butter. Hai cái đó là những người khách hàng họ ưa chọn nhiều nhất. Và cái sản phẩm đó thì nhiều người đã dùng và họ có nhiều cái lời khen rất là tốt, và tại vì những cái sản phẩm đó nó áp dụng cho họ và nó tốt cho da của họ, cho nên như vậy những cái sản phẩm này em biết là sẽ áp dụng nhiều cho khách hàng. Và một cái của mình là cái New Skin Pedicure là nó rất là tốt cho những khách hàng của mình, và người ta sau khi người ta làm chân xong người ta khen ngợi rất là nhiều. Thì em cũng mong là anh chị hãy dùng những cái sản phẩm này cho tiệm nail của mình. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn anh. Ok, thank you. Ok, đây là cái sản phẩm Soul Solution là bán chạy nhất trong Yes, những tiệm it's really nail. important. Và cái thứ hai là cái bao bắp body butter. Thì cái này nó rất là tốt cho những người bị eczema da khô, và hay là mình có thể bôi trước khi mình ra ngoài vườn thì không có bị muỗi cắn. Đó, thì cái này là rất là tốt cho nứt chân. Đó. Thì các anh chị thấy đây là một cái display của tiệm anh Andy rất là đẹp và rất là hoành tráng, với tất cả những cái sản phẩm natural và của công ty New Skin. Thì các anh chị muốn áp dụng những cái sản phẩm này vào trong tiệm nail và cần tư vấn thì xin liên lạc với Hương tại số điện thoại 717 495 0934. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.